Wait a minute, wait a minute. Anh em mình sẽ có những cái lựa chọn sau nhá. Lựa chọn đầu tiên đó là chúng ta sẽ triệu hồi sát nhân phân. From nowhere chúng ta tự nhiên lại có khả năng đó. Chúng ta có trận chiến nó kinh điển như là Barca gặp Real, như là Gozo đánh nhau với Sukuna. Tôi phải nói thẳng với các bạn, đến giờ này tôi chính là người ủng hộ sát nhân phân. Bọn tôi quen nhau 5 rưỡi rồi, được chưa? Chúng ta triệu hồi sát nhân phân, let's go. Sau khi vắt sữa, coi như là chán chê quả sát nhân phân, đến phần 6, phần 7, phần 8, 9 rồi thì yes, tôi nghĩ là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu được mở ra. Sát nhân oánh ngắm. Trong miền Nam thì chúng ta sẽ gọi quả sát nhân này là sát nhân địch thúi. Ở ngoài Bắc người ta sẽ gọi đây là sát nhân đánh giấm, hoặc là gọi một cách lịch sự giữa cả hai miền gọi là sát nhân xì hơi. Rất là hóng chờ để xem đội ngũ của 616 đang mang lại gì cho chúng ta. Một sát nhân mới, một khuôn mặt mới. Chơi nhiều game kinh dị quá, tôi hy vọng là con game này nó hài nhiều hơn. Hy vọng... Kê ngồi trong nhà trời mưa. Như mấy lần trước anh em mình luôn thấy rằng trời mưa trong 616 là mọi chuyện tệ nó sẽ diễn ra. Làm gì làm, đừng xem game kinh dị một mình nhá. À, xem phim kinh dị một mình nhá các bạn ơi. Sợ. Những cái tiếng động này quá là bí hiểm để chúng ta có thể đoán được những cái chuyện sẽ diễn ra tiếp theo. What is that? Oh! Tôi tưởng đây là mắt. Cơn cuồng phong này là một cơn cuồng phong được chế tác ngay trong căn phòng rồi. Nhìn nó giống cái lốc xoáy phết. Sẽ có lá cây xung quanh kia. Hay là không phải lá cây ta? Đam to phết. Vậy là những cái yếu tố sau chúng ta đã được nhìn nhận nhá. Đó là ở nhà một mình xem phim kinh dị và xì hơi không kiểm soát thì chúng ta sẽ được gặp sát nhân xì hơi. Nó cũng phải có gì đó liên quan đến các cái cơ chế sinh học con người. Kiểu sát nhân phân thì các bạn phải đi vệ sinh. Nếu như các bạn muốn gặp sát nhân xì hơi, các bạn phải xì hơi liên tục, kiểu vậy. Nhớ tôi cái yếu tố là liên tục nha. Ok, game mới là 616, đừng quên để lại một like, view, đăng ký kênh để anh em mình có thể vào khám phá quả sát nhân mới này một cách hào hứng nhất có thể nha mọi người ơi. Đi lại ngoài phố như GTA luôn này. Đồ họa đẹp xong rồi kiểu thế giới mở, quang cảnh trông như này. Nó không có cái nhạc intro mà tôi tưởng đây là GTA 6 rồi. Tôi đoán là cái nhà ở đây là nhìn sặc sỡ nhất thì sẽ là cái nhà mà chúng ta phải vào. Đến hiện tại là tôi chưa có thông tin gì về cái nhân vật mình đang điều khiển đâu nhá. Để lưu ý điều đó. Hello anh bạn, bán gì đấy? Cho suất bánh bao. Hello anh bạn, xin lỗi vì đến trễ. À, trạm tàu hôm nay là hơi đông. Ok rồi mà bạn ơi, cảm ơn vì đã giúp tôi nhé. Tôi hứa là sẽ chỉ có đêm nay là như vậy thôi. Thế bây giờ tôi cần phải làm gì bạn nhỉ? Hình như là tôi làm việc ở cái cửa hàng ở ngoài phố này thì phải. Và hôm nay là anh bạn này nhờ tôi giúp đỡ một cái gì đấy cho nên tôi mới phải đến. Chỉ là phục vụ khách hàng và chuẩn bị burger thôi, dễ thôi mà anh bạn. Chuẩn bị burger. Oh, chết tiệt anh bạn. Tôi chưa bao giờ rán quả trứng. Bình tĩnh đi anh bạn. Tôi để công thức ở đây cùng với tên của các loại burger rồi. Sẽ dễ thôi mà anh. Ok, để tôi thử. Tôi sẽ hứa tôi sẽ thử. Ok, cậu có thể đi rồi anh bạn. Tôi sẽ làm cái burger ngon nhất ở trong khu vực này. Tức là chúng ta hình như không phải là nhân viên ở đây luôn, mà chỉ là bạn bè đến giúp đỡ nhau thôi. Bạn về nhá, về nhá. Thú thật với các bạn là ban đầu tôi nhìn ở đây là tôi tưởng tôi làm việc trong này. Cái cửa hàng nhìn đẹp đẹp này này. Ok, trong game này nếu các bạn bị ô tô đâm với vận tốc là 180 km/h, các bạn hoàn toàn sẽ không chết. Chính là cái điều vừa xảy ra với tôi lẫn thằng bạn của tôi. Còn nếu mà các bạn bị thằng sát nhân đánh giấm nó gặp mà nó đánh giấm cho các bạn vào mặt là các bạn sẽ bị vỡ toang đầu. Có một cái này sốc hơn này anh em này, có khách hàng rồi. Là khá sốc tại vì không ai đang đứng trong cửa hàng mà anh ta vẫn đang chờ trong... Tự nhiên là anh ta vẫn đang chờ. Nhưng mà vấn đề là quả nào đây? Tôi nhớ không lầm là ông này đã chết ở trong kênh tôi không dưới 18 lần nhá. Có một lần ông ấy bị sát nhân phân đặt luôn lên trên cái máy nướng thịt để nướng sống. Lại tái sinh lại và lại làm ăn mày ở đây. Ok, lát nữa chắc là sẽ có một vài những cái sự tương tác. Hello. Cụ ơi, cụ có quả mặt trông hài đấy. Cụ ăn thì cụ một cái burger đơn giản. Burger đơn giản thôi đúng không? Simple burger này. Chúng ta sẽ cần thịt, phô mai, muối, tiêu, cà chua. Lấy cái này trước. Lấy burger trước. Mẹ, cái này không bảo là burger. Tôi nhìn qua tôi tưởng bãi nôn của cái thằng nào vàng vàng xong vón lại kiểu đấy. Burger này. Chắc là người chắc là thịt lợn bình thường thôi.
thịt bò, thịt lợn bình thường thôi, không không như chúng ta nghĩ. Chúng ta để lên đây để rán nhá. Thơm quá này. Này chín chưa ta? Đây rồi. Các bạn như hoạt động như ngoài bình thường thôi. Lấy thịt sống cho lên rán tầm 2 phút là chúng ta sẽ có một cái miếng burger như này. Miếng thịt như này thì bây giờ chúng ta chỉ cần tẩm gia vị vào. Muối này. À đây, phô mai đây. Cái này là muối tiêu. Cái này là tiêu nhá. Xong các bạn cho muối vào. Muối cho rồi, tiêu cho rồi. Bây giờ chúng ta úp nốt cái kia lên là xong. À khoan, ketchup nữa, ketchup nữa. Ketchup nhá. Tương cà này. Và sau đó xong. Một suất ăn burger đơn giản. Quá đơn giản rồi cụ ơi. 5 đô của cụ. 100.000 cho cái bánh đấy cụ nhá. Chán thật. Tôi sẽ đi ngủ đây mất. Mà ăn liền tù tì thế bảo chán. Nào, có ngon không? Cửa hàng kiểu chó gì mà lại có cả biển hiệu cấm đi quánh rắm tại đây là nào nhỉ? Tức là tôi tưởng mấy cái kiểu hành động như này người ta sẽ phải ngầm hiểu chứ ai lại treo cả biển hiệu cấm quánh rắm ở đây. Nhìn thấy quả khách hàng này đến rồi này. Đây, ông này cũng là một trong số những cái người chết rất nhiều trong cái game 616 rồi. Một cái burger giữa thịt này, phô mai này, muối này, tiêu này, sốt đặc biệt này, hành này. Đầu tiên nhá, lấy bánh lên, thịt cho ở đây, phô mai, muối, tiêu, sốt đặc biệt, hành. Chúng ta chỉ cho vào được sau khi mà tôi đặt cái miếng thịt này lên thôi. Ok, phô mai, muối, tiêu, sốt đặc biệt, hành. À, cảm giác là có thể mở một tiệm bánh ngay bây giờ được rồi. Tôi đã lành nghề anh em ơi, 5 đô của anh á. Không được xì hơi nha anh ơi. Đợt này sát nhân xì hơi nó đi lại hơi nhiều, nguy hiểm lắm anh ạ. Em vẫn đang nghe nhá. Nhăm nhăm thì được nhưng mà pẹt pẹt thì không được. Là nó có thích cái bánh tôi làm hay không nhỉ? Vừa mới xì hơi à? Anh ơi, anh vừa xì hơi rồi anh ơi. Có cái tiếng động gì đâu nhỉ? Tôi chưa nghe gì nhưng mà nhân vật vừa bảo là đấy là tiếng xì hơi đúng không anh ơi? Có phải anh vừa xì hơi kêu anh ơi? Nghe thế mà pẹt pẹt cái mà. Coi như không có gì xảy ra nhỉ? Mẹ liêm sỉ đâu hết rồi. Có nghe tiếng gì đấy nhưng mà tôi tưởng đấy là tiếng người ta vứt rác hay gì đó, nhưng hóa ra nó lại là thứ mà chúng ta đang đề phòng nãy giờ. Bác pẹt ý á. Chịu ơi, tiếng game các bạn bảo của tôi, chịu ơi. Nhấn mạnh lại với các bạn đang xem livestream và video nhá, những cái tiếng mà các bạn nghe thấy hoàn toàn không đến từ đời thực, nó chỉ có ở trong game thôi. Tại vì đấy chứ không phải là tôi lợi dụng vào những cái giai đoạn như thế mà tôi có thêm vào những cái tiếng động ở ngoài không có nhá các bạn. Một khách hàng mới, anh ăn gì em? Chào buổi tối, thưa cô, tôi có thể giúp gì cô? Em muốn gọi một cái burger nhưng mà quanh đây mùi tệ thế. Ui, á mùi lâu thế ạ? À, tại cái anh kia không phải em. Em xin lỗi. Người ta thì vừa đái vừa ỉa trên phố. Mấy cái thằng khốn ăn mày đấy. Gã vô gia cư ở bên kia đường. Ai đó cần phải đá cho thằng đấy một trận đây. Chị này kiểu con gái mà gấu vậy. Đừng lo, em sẽ quan tâm đến cái tên ăn mày đó cho. Hãy làm điều này đi, làm ơn. Tôi còn mất cả đói rồi đây này. Bây giờ em sẽ đi sút cho trận. Thế là không ăn bánh ạ. Tại cái thằng ăn mày này. Thằng khốn. Tao có quả xô nước cho mày đấy. Oh my god. Còn mẹ nó nữa. Thế này thì bố ai mà ăn bánh mì được. Alo. Chịu bạn ơi. Này chịu ơi. Bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Không nhìn, không nhìn, không nhìn. Nhưng mà mẹ quá là vớ vẩn bạn ơi. Chỗ người ta làm ăn ỉa đái suốt đấy, ai mà làm ăn được. Sang bên đối thủ của tao hộ cái nhá. Ui, một bãi ở đây thì bố ai mà làm ăn được. Nói chuyện cái nhá, nói chuyện cái. Cút mẹ em đi. Mày đang dọa khách hàng của bố mày. Tại sao cậu lại làm điều này với tôi? Tôi không có nơi nào để đi cả. Từ từ, nó đang tỏ ra rất là đáng thương. Sau khi mà ỉa một bãi trước cửa hàng thì bây giờ cảm giác thực sự là đang khá khó xử các bạn ạ. Mày đã tra tấn cả cái khu phố này, việc ỉa đái của mày rồi. Tìm chỗ khác để ỉa với đái đi. Cậu đã khiến tôi ướt hết. Tôi không có quần áo để mặc trong đêm giá lạnh này. Tôi còn không thể hoàn thành công việc ải đĩa của mình. Người đáng thương nhất thế giới. Thừa ra một mẩu vậy á các bạn. Mà nó không hoàn thành được. Tại vì tôi lỡ đổ nước người lạnh quá. Hãy đi đi. Lần sau tao không chỉ đổ mỗi nước vào người mày thôi đâu. Được rồi, tôi sẽ đi ra khỏi đây. Nhưng mà cậu có thể làm cho tôi một cái burger không? Không. Đi mẹ em đi. Cậu sẽ phải trả giá cho những điều cậu đã làm với tôi. Anh ấy đang đến để bắt cậu đêm nay đó. Đi ở nốt cục đấy thì ai bắt thì bắt nhá. Chịu rồi. Không hót đống này đi.
Quanh người thằng này toàn ruồi các bạn ạ. Gọi là người ruồi cũng không phải là sai đâu. Thôi về phục vụ khách thôi các bạn. Làm bãi ở đây bán bánh mì kiểu chó rồi được. Hello anh nhá. Em đang dọn dở bãi kia bên đường. Hả? À, burger lớn ạ. Ok, burger lớn này. Thịt này, phô mai này, muối này. Ok. Đầu tiên là không cần biết loại cái burger gì, chúng ta phải lấy bánh ra trước đã này. Xong lấy thịt ném vào đây. Pẹt đấy. Thịt này, phô mai này. Muối này, sốt đặc biệt này. Bình thường thì tôi sẽ bảo là làm mấy cái trò về đồ ăn tôi sẽ thèm đồ ăn đấy, nhưng mà thứ nhất là các cái hoạt ảnh trong trò này nhìn nó, các cái hình nó được thiết kế kiểu thịt bánh nhìn nó không được ngon mắt là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi phải vừa chứng kiến một thằng ải đĩa ngay trước mặt mình. Onion và tương cà này, ok anh ăn đi anh ơi. 100.000 của anh, không có mùi gì đâu mà anh, không có mùi gì, ăn đi. Đấy, ngon thế cơ mà. Ok, khách khá là lịch sự đấy chứ. Burger tôi làm bắt đầu có nghề rồi, làm khá là nhanh. Cứ cái đà làm ăn như này mà không có ai ải đĩa cạnh nhà hàng, khả năng chúng ta sẽ trở thành tỷ phú trong một thời gian rất ngắn thôi. À đây, lại có khách mới này. Nhìn phát là biết khách hàng rồi, vào đây gọi ăn gì anh? Một cái burger good, một cái burger ngon. Ok, cái này thì lại có rất là ít nguyên liệu, cho nên là chắc làm sẽ nhanh các bạn ạ. Thịt này, phô mai này, sốt đặc biệt hành. Thịt này, phô mai, sốt đặc biệt hành. Đấy. Phô mai, sốt đặc biệt hành. Đó. Tuyệt vời. Lại tiền. Ngon không cô ơi? Đứng sang bên kia đường nhá. Ăn ở đây thôi nhá. Ok. Ok. Mọi thứ đang khá là trôi chảy cho tôi nha. Khá là trôi chảy. Hoặc là... Hold up. Thằng này Điêu ơi. Ăn gì đây? Người ruồi quay lại. Các bạn ơi, người ruồi đã quay lại rồi. Đừng có bảo là nó có tiền mua burger nhưng mà tôi lại tỏ ra là khinh thường nó, và lát sau nó là chủ tịch chỉ muốn đi ra đường ải đĩa bậy để tìm cảm giác thôi nhá. Từ từ xem nào. Lại là mày à? Tao đã bảo là mày đi ra ở đây cơ mà. Tôi chỉ đến để xin lỗi, tôi không phải là một người tồi tệ đâu. Thế à? Không cần phải xin lỗi. Tao chỉ ném nước vào người mày tại vì mày đang ỉa trên cái lối đi bộ thôi. Đó là lý do tại sao tôi lại đến để xin lỗi. Tôi không muốn anh giận dữ với tôi. Tôi cũng không giận anh đâu. Nhưng mà đừng có ải đĩa ở trên đường nữa. Mọi người ở đây không xứng đáng phải ngửi những cái mùi đấy. Tôi hứa là tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Làm ơn hãy tha thứ cho tôi được không? Ổn thôi mà anh bạn, anh có thể đi rồi. Làm ơn hãy siết lấy bàn tay của tôi. Chỉ khi đó thì tôi mới có thể đi ngủ một cách bình yên. Tại sao tôi nghe thấy tiếng vọng về của tổ tiên bảo tôi không nên là siết lấy cái bàn tay của thằng này nhỉ? Tôi vẫn siết các bạn ạ. The game nó bắt. Hãy nhớ nhá, tôi chỉ siết trong game thôi. Chứ tôi không không có lựa chọn nào khác rồi. Phải ấn cái nút E này rồi. Đừng. Siết lấy cái tay rồi các bạn ạ. Cái hoạt ảnh này là gì vậy? Tự nhiên nó bắt cua ngay trước mặt tôi là sao? Ui, cái động tác đấy phải nói thật là... Động tác đấy phải nói là khá là điên đấy chứ các bạn. Trong cái trí tưởng tượng phong phú nhất là tôi không nghĩ cái một cái bắt tay nó có thể dẫn đến cái câu chuyện là các bạn bị đánh giấm vào mặt. Để mà nói ra thì cái hành động trước đấy nhìn khá ngầu anh em ạ. Mà do tôi đần thôi. Tỉnh dậy đi bạn ơi. Tỉnh dậy đi bạn ơi, không ai cứu được bạn đâu. Ok dậy rồi. Nhớ lại những cái gì đã bị đối xử đi và đi trả thù đi please. Thằng khốn ăn mày, tao sẽ giết. À đấy là nhân vật bảo nhá, không phải tôi nhá. Các bạn hãy nhớ người bị đánh giấm vào mặt là không phải tôi nhá. Là nhân vật trong game nhá. Cái người điên đứng ở giữa phố kia là ai vậy? Ai đứng giữa phố nhỉ? Đó là mặt à? Không, nhìn quá giống mông để có thể là mặt. Nhưng mà tại sao nó nằm ở vị trí đấy? Thật là khó hiểu. Oh fuck. Sát nhân đánh giấm anh em ơi. Sát nhân đánh giấm muốn đơm tôi. Sát nhân đánh giấm muốn đơm tôi. Ăn burger hay là sát nhân đánh giấm muốn ăn burger nhỉ? Đúng không? Hay là chỉ là một giấc mơ?
Cái quái gì vậy? Thằng đấy đi đâu rồi? Tao sẽ tìm thấy mày thôi. Nó đứng ngay sau cái cột đèn ấy anh dài. Anh dài bị che mắt. Anh dài đeo quả mặt nạ nhìn hơi mông. Mày đã trốn thoát lần này rồi, mà tao thề tao sẽ quay trở lại. Nhìn như có vẻ là hắn đã đi mất rồi. Uầy, may mắn quá. À thế à? Oh fuck. Mọi thứ nó cứ càng ngày nó càng tệ thêm là sao nhỉ? Ok, bây giờ chắc là chúng ta phải đánh nhau với cả sát nhân. Pha nó đi em ơi! Tao sẽ đi xì hơi ở mồm mày, và đó là cái điều bệnh hoạn nhất tôi từng được nghe từ một câu thoại của bất kỳ một ai đấy. Ôi, game kinh dị đang dẫn tôi đi một cái con đường quá là tà đạo. Thề luôn anh em ạ. Wait a minute! Wait a minute! Anh em mình sẽ có những cái lựa chọn sau nhá. Lựa chọn đầu tiên khá là hay ho, đó là chúng ta sẽ triệu hồi sát nhân phân. From nowhere chúng ta tự nhiên lại có cái khả năng đó khi là chỉ là một cái anh bán bánh mì bên đường. Lựa chọn thứ hai của anh em mình sẽ là yêu cầu tên ăn mày giúp đỡ. Lựa chọn thứ ba của chúng ta sẽ là đấm nhau một trận hoành tráng với một cái nền nhạc rất là căng thẳng. Theo cá nhân tôi nhá, tôi sẽ chọn sẽ đánh nhau một trận hoành tráng dưới một cái nền nhạc căng thẳng trước. Chúng ta sẽ chọn từ từ những cái thứ hay ho, cái chán nhất chúng ta đã chạm đầu, chọn đầu tiên. Đánh nhau dưới nền nhạc căng thẳng. Lấy ngay quả shotgun. Shotgun xì hơi. Cái ở dưới này là máu à hay là... Mẹ tôi lần đầu hy vọng cái mà tôi bắn ra này là máu nhá. Lại đây mọi người, lại đây. Chúng ta cần phải làm tốt hơn. Súng. Tôi vừa cho nhỏ tiếng lại vào cái giây phút mà cái kết cuối cùng nó diễn ra. Tôi sẽ chơi lại đoạn đấy nhá, sorry mọi người. Ok, ban nãy tôi đã làm cái ending, đó là có một trận đánh hoành tráng dưới nền nhạc căng thẳng với tên sát nhân xì hơi này. Thì bây giờ chúng ta có thể chọn một cái ending thứ hai, đó là chưa phải ending hấp dẫn nhất, đó là ending yêu cầu tên ăn mày giúp đỡ. Hơi nhục. Nhất là sau khi bị nó đánh giáng vào mặt. Nhưng mà bây giờ tôi phải chắp lại tay lại cầu cứu nó. Ăn mày giúp anh cho cái burger. Ôi. Burger. Tôi yêu burger. Đội này nhìn mạnh này. Đội này mạnh này. Double shot. Nhưng mà bên mình có quả đạn. Tôi nghĩ là tên sát nhân xì hơi nó sẽ thắng phát này đấy. Nó sẽ thắng phát này anh em ạ. Sắp va chạm rồi. Ui, tóe cả lửa kìa anh em ơi. Tóe lửa nhá. Hai lượng khí ga này va chạm. Ai thắng? Tôi cũng mường tượng được ra cái cảnh nổ đấy, nhưng mà vấn đề là ai thắng. Làm sao có thể xì hơi thắng sát nhân xì hơi được cơ chứ lị. Nó cũng gục này. Ngon. Nó cũng gục này. Tuyệt đối điện ảnh. Tuyệt đối điện ảnh, nhưng mà về cuối là chúng ta nhận cái kết đắng. Tại vì muốn xì hơi thắng sát nhân xì hơi là quá khó, không làm được. Ok nhá, ending cuối này mọi người ơi. Chúng ta có trận chiến nó kinh điển, như là Barca gặp Real, như là Gojo đánh nhau với Sukuna. Một trận đánh kinh điển. Chúng ta chuẩn bị chọn được rồi.
sát nhân phân và sát nhân xì hơi. Chú nguyên sư mạnh nhất hiện tại và chú thuật sư mạnh nhất của quá khứ. Từ từ như tôi đọc ngược. Nhưng mà vấn đề là vậy. Căng, trận này là rất căng. Let's go. Nếu các bạn ủng hộ cho sát nhân phân, đừng quên ấn like video. Ủng hộ sát nhân xì hơi, ấn đăng ký kênh. Mọi người ơi, nhanh lên nào. Không có nhiều thời gian đâu. Tôi phải nói thẳng với các bạn, đến giờ này tôi chính là người ủng hộ sát nhân phân. Bọn tôi quen nhau cũng 5 rưỡi rồi, được chưa? Không, tự nhiên gặp thằng quả mặt mới này, tự nhiên tôi ủng hộ nó sao được. Các bạn làm gì còn tình nghĩa anh em tí gì với thằng này đâu. Chúng ta đã triệu hồi sát nhân phân, let's go. Không phải đối diện với cái ác mộng lớn nhất cuộc đời nữa rồi. Im lặng chờ đón khoảnh khắc này đi anh em. Im lặng. Làm ơn sát nhân phân, hãy giúp tôi. Tôi đã xem tất cả bộ phim về anh rồi. Anh biết nghi thức để gọi sát nhân phân là gì ở đây đúng không? Yeah. Chính là vậy, chính là vậy. Không có cách nào khác để gọi sát nhân phân anh em ạ. Chính là như này. Nhạc. Đây rồi, sát nhân phân. Em hứa em chưa xả nước. Anh đến đi anh. Ô, sát nhân phân có đến không vậy? Ồ, một bước chân bước ra. Có hay không? Đây rồi. Chú nguyên sư mạnh nhất trong lịch sử đây rồi các bạn. Oh, ho, ho, ho. Quá ngầu. Chính là anh ấy. Phải nói là sát nhân phân có quả body slim fit hơn sát nhân xì hơi anh em ạ. Các bạn phải công nhận tôi điều đấy. Sát nhân phân, một tên giết người khốn kiếp. Sát nhân xì hơi, chắc mày phải đùa tao đúng không? Mày chắc đang đùa tao đúng không? Tao mang cho mày món quà này. Chờ nhá. Ô, sát nhân phân có một món quà cho sát nhân xì hơi. Anh em ạ, cùng xem đó là món quà gì nhá. Tôi cũng đoán nó là món quà này. Nhưng mà đấy, nó cũng gay cấn mà anh em. Gay cấn mà. Sao tự nhiên tôi lại đứng ở đây rồi? Khó, với vận tốc này khó né lắm anh em ơi. Khó né á. À, thế là... Cảm ơn vì đã cứu tôi sát nhân phân. Cậu... Wow, đúng là kiểu sát nhân phân đúng là không làm tôi thất vọng ấy. Tôi đang định bảo là nếu tôi là sát nhân phân tôi sẽ giết luôn thằng kia. Nhưng mà đó là cái kết. Nếu mà các bạn muốn triệu tập sát nhân phân để làm gì đó bản thân mình, các bạn sẽ phải trả giá tính mạng của mình. Bài học rút ra ở đây là đừng bao giờ triệu hồi sát nhân phân để làm những cái công việc dơ bẩn cho mình. Tại vì những việc sát nhân phân làm thậm chí nó còn dơ bẩn hơn rất nhiều. Được chưa nhỉ? Ok, mình là Duy. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo của 6. Đây là game 616 nha anh em ơi. Mình thì thường xuyên làm game 616 nha. Các bạn nếu mà muốn ủng hộ mình đừng quên like video đăng ký nhé. Chúng ta sắp 1 triệu người đăng ký rồi, let's go.